Đỗ Anh Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2017. Không biết vậy chúng tôi xin giới thiệu quý khách này. Bộ Minh Quốc Nghê gồm có 6 món gỗ mun cột 12 và đã được thành viên chúng tôi hoàn thiện xong phần máy ly và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Đấy. Bên trên vướng không anh Sơn? Trên vướng gì đấy? Anh sẽ biết địa chỉ chưa anh? Biết địa chỉ rồi thì. À, trên mình quý vị đã xem là chúng tôi đang quay bộ Minh Quốc Nghê cột 12 gỗ mun hoa da báo gồm có 6 món đang chúng tôi đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng là anh Quân ở thành phố Hải Phòng. Như clip trước chúng tôi đã giới thiệu cách đây khoảng 1 tuần chúng tôi hoàn thiện xong bộ Minh Quốc Nghê gỗ mun hoa da báo cho một khách hàng ở chị Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Là chúng tôi đã xong một bộ Minh Quốc Nghê tiếp theo để chuẩn bị bàn giao cho anh Quân ở thành phố Hải Phòng. Clip quý vị đang xem này chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 đồ gỗ Thành Luân, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Cái bàn này chúng tôi vẫn là như mẫu truyền thống là đục tích bát tiên. Bộ này vân tuyệt đỉnh, vân rất là đẹp và nhìn bên ngoài vân còn sáng đẹp hơn như thế này rất nhiều. Như quý vị đã xem đây, chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 đồ gỗ Thành Luân, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Tiếp ghế nữa đi. Một chiếc ghế đơn này rất là nặng, ba người khênh mới được. Không nữa sau nữa. Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau. Và quý khách có nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm đặc sắc này liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng, số điện thoại 0972 770888 và 0967 110389.